Chào bà con, bây giờ Tina tới thăm bà sớm. Tina tới thăm bà sớm, giờ Tina đang nắn bóp cho bà đây nè. Mẹ cho uống cái thuốc pháp lệch của mẹ mà bà không chịu uống và tôi đắng. Chú suy. Ô bố sớm. Alo. Nè. Bà ạ. Vâng, được bà đây nữa nữa. Được bà này cho năm nay. Được bà này cho năm anh còn nói. Bà nói nói ít thôi. Vâng. Si sấy. Con nhận con đưa đến mẹ cho con. Si sấy ta Đức Mẹ. Mary, have you working good job, good life, and good education, and everything good for you? Yeah. Good luck to your brother and sister. Yeah. Yes. I don't know how to explain. You don't know. And she said, Mary said, teach your brother and sister. Được ba từ lâu đến giờ không dạy rồi. She said, Mary, send Mary do not. I forgot. Vâng, được bà này vất vả năm đấy đời. She said, Mary, Đức Bà is Đức Mẹ, đây thì forgot rồi đó đi. Được bà này rồi chị em chúng mày có rời cho con. Jesus Mary will teach you and your brother and sister and teach you. Teach me. Yeah. I don't know. Because you're talking fast and I understand, some I do not understand. That's why I can't explain. How'd you sleep, Mom? Nhưng mà vì phải gọi nó, vì nó đang còn nằm trên giường, nó chỉ mang quần áo theo. Okay, now I have just a little bit explained there for my children, and some I understand to when she talking, some I do not understand, that's why I can't explain. Chào bà con, vừa rồi đứa con gái lớn của mình đó tới thăm bà, rồi cũng mát rồi bà cũng nói thì con gái nó không hiểu thì nó kêu mình giải thích. Nhưng mà một số thì bà nói thì mình hiểu, một số thì không. Thành ra mình không có thể diễn tả hết được cho đứa con gái của mình. Rồi okay, cảm ơn bà con đã quan tâm đồng hành với mình trong thời gian về Việt Nam. Thì có gì comment hay lời bình gì đó thì cho mình thêm kiến thức để có thể tiếp tục đồng hành với bà con ha. Rồi, cảm ơn bà con nhiều. Rồi, bye bye nha.